Nhanh lên thằng này. Tí gì giúp hả? Tí gì có người yêu. Tí chưa đến nhà bao giờ. Lắm, nhìn vào máy đi. Tiếc không tham gia văn nghệ. Tôi không có tiếc gì hết. Đúng, tôi không tiếc gì hết. Chỉ muốn ra khỏi trường thật nhanh thôi. Còn nếu như có tiếc thì tôi tiếc cho mọi người đều lãng phí thời gian. Phí thời gian vào những trò vô bổ. Phí thời gian chụp mấy cái hình kỷ niệm mà chẳng ai thèm xem lại. Phí thời gian vào chuyện tình yêu không kết quả. Phí thời gian viết mấy cái lời hứa hẹn vô lưu bút mà sẽ chẳng ai nhớ. Phí thời gian cho những cái trò đùa ngớ ngẩn. Vẽ linh tinh cái gì đây? Đi về nhà giặt sạch cho tôi nghe chưa? Sao mà không tự giặt đi kìa? Cách duy nhất dùng thời gian cho có ích là ôn thi. Sắp thi rồi, từ giờ cho tới lúc thi sẽ tăng cường buổi chiều, có bạn nào bận không? Dạ không thầy. Bà nói gì cơ? Bà không đến được bế giảng á? Bà đùa à? Thôi đi đi, cuối năm rồi. Không được, tôi phải đi ôn thi. Tôi nghĩ một buổi là đứt mạch liền, cho nên không bỏ được đâu. Đi gì tầm này? Học hành gì nữa? Cuối năm bế giảng thôi. Đây, mọi người và tôi rất là mong bà. Làm sao bà không đi được? Không đi thì làm sao? Nói chung là bà không đi cái gì? Tùy, bà muốn làm gì là? Từ hôm đó, Tuấn giận tôi. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Có lẽ là vì với Tuấn và lớp, đây là những ngày cuối cùng của thời học sinh. Còn với tôi, đây chỉ là những ngày để ôn thi thôi. Tôi chúc tất cả các em học sinh lớp 12 sẽ đỗ được vào các trường đại học mà mình mong muốn. Cuối cùng cũng đến ngày tôi không phải lên lớp mỗi sáng nữa. Cuối cùng lớp học cũng không còn ồn ào. Vậy là thời học sinh kết thúc rồi. Tôi biết bản thân mình chưa từng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa. Nhưng nếu như tôi làm như vậy là đúng. Đi về nhà giặt sạch cho tôi đi chưa? Tại sao tôi lại thấy tiếc thế này?
Tại sao chỉ có tôi lại không giống với mọi người? Tại sao chỉ còn tôi đang ngồi đây? Tao tiếc nhất nếu như buổi cuối mà không có đầy đủ mọi người thì tao buồn thôi. Khóc gì đấy? Không thể trở lại được, chúng ta hãy sống cho trọn vẹn từng khoảnh khắc. Ok, này, tôi vừa chuyển gói cước sinh viên cho bà rồi đấy. Để có gì lên đại học thì nói chuyện nhé. Ủa sao lên đại học phải nói chuyện? Thì việc riêng của tôi, có mấy chuyện cấp 3 tôi chưa làm thì lên đại học tôi làm. Nhanh lên, mọi người đang chờ rồi. Và đó là cách tôi viết nên chương đầu của thanh xuân không hối tiếc.